Mình nghe nói rằng một tờ giấy thì không thể nào gấp đôi được không? Mình sẽ phá kỷ lục bằng cách dùng giấy vệ sinh để gấp đôi hơn 7 lần. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu và lần thứ bảy, lần thứ tám. Thời khắc trọng đại đã đến. Hãy nhớ đăng ký kênh.